Là mình còn bạn nào còn nhớ cái quy trình để mà tạo ra một cái cơ sở dữ liệu như thế này không? Bước từ đầu tiên cho đến cái bước tạo mối quan hệ. Giống như người ta yêu Bắt đầu cầu từ tạo table design. đầu tiên người ta yêu cầu mình tạo một cái cơ sở dữ liệu là quản lý sách chẳng hạn. Vậy thì cái bước đầu tiên của các bạn phải làm như thế nào? Ví dụ các bạn nhìn vào cái mối quan hệ này thì các bạn biết là cái bảng nào các bạn tạo đầu tiên không? Nhìn vào cái mối quan hệ bốn bảng này thì các bạn biết cái bảng nào sẽ được tạo đầu tiên không? Bạn nào biết này? Nhà xuất bản thể đến tác phẩm rồi đến chi tiết thể. Đúng rồi. Thứ nhất là mà nhà xuất bản hoặc là bảng thẻ thì nó sẽ được tạo đầu tiên đúng không? Bảng nhà xuất bản và bảng thẻ sẽ được tạo đầu tiên bởi vì nó nằm bên phía bên một. Cái mối quan hệ các bạn nhìn vào mối quan hệ của mình á. Nếu mà là nó nằm bên một thì các bạn tạo trước tiên. Được chưa? Tiếp theo. Cái bảng tác phẩm của mình một bên là Dương Vô Cùng và một bên là bên một thì các bạn sẽ là tạo cái bảng tiếp theo đúng không? Sau những cái bảng một của mình. Được chưa? Và cái bảng nào mà có hai cái dấu vô cùng như thế này là cái bảng mình tạo cuối cùng. Được chưa? Đó là cái bước đầu tiên của mình chỉ là cái bước phân tích cái cơ sở dữ liệu của mình á. Các bạn phải biết được cái bảng nào tạo trước, bảng nào tạo sau. Được không? Cái bước thứ hai thì mình đã biết được rồi thì mình sẽ tiến hành tạo cái cơ sở dữ liệu, tạo các cái bảng trước. Được chưa? Các bạn click vào cái database trống. Các bạn nhớ lưu ý là mình lưu đúng cái thư mục. Nhất là lúc các bạn đi thi á, lưu đúng cái thư mục. Nhất là vào trong ổ đĩa D và đặt đúng cái thư mục của mình ấy. Tránh cái trường hợp các bạn lưu ở trong ổ đĩa C thì các bạn quên này, các bạn quên copy vào thư mục nộp bài của mình, thế là mình không có nộp bài. Được chưa? Hoặc là cái máy tính của mình nó bị restart thì các bạn bị mất file trong ổ đĩa C thì nó sẽ bị mất file. Được chưa? Các bạn lưu ý cái điều đó. Ở đây các bạn đặt tên cái quản à, tên cơ sở dữ liệu giống với cái đề bài. Các bạn nào mà có máy tính thì các bạn làm theo với thầy ấy. Các bạn nào mà sử dụng điện thoại thì thôi, ngồi nghe cũng được. Rồi. Mình tạo cái table nhà xuất bản. Các bạn click chuột phải và chọn Design View được không? Tạo nhà xuất bản. Thế trong cái bước tạo bảng này các bạn cần chú ý một điều rằng á là mình sẽ nhìn vào cái cơ sở dữ liệu của mình này, nhìn vào cái bảng dữ liệu của mình này, xem rằng là các cái trường này là sử dụng các kiểu dữ liệu nào đúng không? Sử dụng các cái kiểu dữ liệu nào? Đấy. Ví dụ như ở đây là nhà xuất bản của mình có mã xuất bản cũng như tên xuất bản đều sử dụng cả cái chữ, cho nên mình sử dụng kiểu 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 text thông thường. Đó, vậy thì mình sẽ có được là cái bảng bên một tạo trước và mình nhớ rằng là phải tạo đúng các cái kiểu dữ liệu cho các cái trường đó. Được không? Ở đây là mã nhà xuất bản thì các bạn tạo đúng kiểu short text. Các bạn lưu lại. Tương tự như vậy các bạn tạo một cái bảng cho bảng thẻ thì cho bảng thẻ là cái bảng thứ hai. Ở đây các bạn nhìn thấy cũng tương tự như vậy, các bạn xem xét nó là các cái kiểu dữ liệu nào. Được không? Mã thẻ là test, họ log hay là tên, địa chỉ cũng test, số điện thoại thì các bạn có thể để text hoặc là number cũng được. Tuy nhiên khi mà nhập
Để test thì các bạn chú ý tránh nhập nhập chữ cái vào, thấy chưa? Ở đây khi mà các bạn sử dụng kiểu các cái kiểu dữ liệu này này, các bạn có thể đánh từ bàn phím vào ấy cho nó nhanh, không cần phải là nhất thiết phải là chọn ở đây, không thể nhất thiết là các bạn phải chọn ở đây. Ví dụ như các bạn biết là short test, vậy thì các bạn chỉ cần nhấn cái chữ S thì nó sẽ ra. Sau khi các bạn đã tạo được hai cái bảng bên phía một rồi thì các bạn tiếp theo là bên phía một và dương vô cùng là cái bảng tác phẩm của mình. Đối với số lượng thì các bạn chọn là number, còn ngày nhập và ngày xuất các bạn chọn kiểu date time. Yeah. Các bạn lưu ý rằng nếu mà trong kiểu dữ liệu của mình nó xuất hiện theo là ngày tháng năm thì các bạn chú ý, ví dụ như máy tính của mình là tháng ngày năm thì chứ máy tính của mình là tháng ngày năm, nhưng mà trong đề bài là ngày tháng năm. Thì ở đây các bạn có thể thay đổi cái kiểu định dạng của mình thành đây đây mình dia dia bên giống như Excel. Tại cái vị trí định dạng này các bạn có thể nhập vào là đây đây mình dia 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 dia, đúng không? Để cho nó xuất hiện theo theo định dạng ngày tháng năm. Có máy tính của các bạn đã sẵn sàng là ngày tháng năm rồi thì các bạn không cần phải làm cái việc này. Nhưng nếu nó chưa xuất hiện thì các bạn có thể định dạng nó lại. Và cái bảng cuối cùng nằm bên bảng dương vô cùng thì các bạn chọn tương tự như vậy. Cái bảng cuối cùng này các bạn cần lưu ý này, ví dụ ở đây mã thẻ, được chưa? Mã thẻ này, mã sản phẩm này, thì các bạn phải hiểu rằng mã thẻ và mã tác phẩm nó phải trùng với kiểu dữ liệu mà mình đã tạo ở các cái bảng trước, đúng không? Ví dụ như mã thẻ bên này là kiểu short test, đúng không? Thì bên này nó buộc phải kiểu short test, được không? Mã thẻ kiểu short test, mà tác phẩm nó cũng là kiểu short text. Ngày mường và ngày trả. Sau cái bước tạo cả cái kiểu dữ liệu này rồi thì cái bước tiếp theo các bạn làm cái gì? Bước tiếp theo các bạn sẽ làm cái gì? Tạo quan hệ. Mình sẽ tạo
Tạo cái gì các bạn? Các bạn còn thiếu cái bước gì? Bước cấp bước giá là phải. Đúng rồi, hoặc là lookup. Tạo combo box lúc hoặc là lookup widget hoặc là các bạn tạo tạo khóa chính, được chưa? Vậy thì cái bước này thầy sẽ tạo khóa chính trước. Các bạn xem sẽ trong cái mối quan hệ của mình xem bạn nào có nhiều khóa chính không? Được không? Ví dụ cả cái bảng này này nó chỉ có một khóa chính thôi, cho nên là mặc định của nó khóa chính là cái trường đầu tiên, đúng không? Cái trường đầu tiên và mình đã tạo đúng. Tuy nhiên ở cái chi tiết thẻ này, cái bảng chi tiết thẻ của mình này, mình có hai khóa chính, cho nên các bạn lưu ý rằng mình rê chuột vào cái vị trí bên trái này, khi nào nó xuất hiện ra cái dòng mũi tên màu đen á, được không? Xuất hiện cái dòng mũi tên màu đen này, các bạn kéo hai trường các bạn mong muốn và vào design các bạn chọn primary key, được không? Đó, còn các bạn không thích nữa thì các bạn có thể kéo thả như thế này và các bạn click vào một lần nữa. Có bảng á thì nó sẽ không có khóa chính, thì các bạn lưu ý nếu không có khóa chính thì các bạn chọn, các bạn click vào thì nó sẽ mất đi, và chọn như thế này và click vào nó sẽ hiển thị là ra lại cái khóa chính của các bạn. Được chưa? Sau khi các bạn tạo khóa chính xong rồi thì các bạn sử dụng lookup widget hoặc là hay còn gọi là combo box. Cái combo box mình thì các bạn chú ý điều gì? Khi các bạn sử dụng combo box thì các bạn chú ý điều gì? Bạn nào tìm kiếm tới cái bạn nào? Lookup là tìm kiếm đó. Vậy thì bạn nào tìm kiếm tới cái bạn nào các bạn? Bạn nào tìm kiếm tới cái bảng nào? Là bảng chi tiết thẻ, tìm kiếm tới bảng thẻ. Gì nữa? Bảng tác phẩm, tìm kiếm từ nhà xuất bản. Còn gì nữa? Bảng chi tiết thẻ cũng tìm từ bảng tác phẩm. Rồi, đúng rồi. Các bạn lưu ý này, ví dụ như các bạn thấy này, cái bảng tạo sau nó luôn luôn tìm tới cái bảng tạo trước nếu mà nó có mối quan hệ, đúng không? Vậy thì các bạn bên dương vô cùng bên này này, bên dương vô cùng bên này các bạn sẽ tìm cái mã xuất bảng, tìm tới cái bảng bên một các bạn đã tạo rồi, được không? Tương tự như vậy, giả sử có cái các bạn có cả cái trường nào mà thông thường là cả cái trường trung tên á, được không? Cả cái bảng nào mà có cả cái trường trung tên thì các bạn lấy từ cái bảng có sau tìm tới cái bảng có trước, được chưa? Như thế mà cũng có rất nhiều các bạn là cứ tìm lúng tung hết á, cứ lấy cái này tìm cái kia, thậm chí là tìm trong cùng một bảng, lấy mã xuất bản tìm tới mã xuất bản trong trong nhà xuất bản chính nó, tìm tới chính nó thì nó không có ra được. Các bạn lưu ý cái chỗ này, bảng bên bên vô cùng nó sẽ tìm tới cái bảng bên bên một, được chưa? Rồi, về cái bước này các bạn tạo như sau. Bảng tác phẩm, được không? Tác phẩm này, nó sẽ tìm tới nhà xuất bản. Vậy các bạn vào design view và các bạn tìm tới thiếu cái này, thiếu gì? Thiếu mã nhà xuất bản, đúng không? Nhà xuất bản. Đây, các bạn chọn sorted. Tại cái vị trí này, các bạn click vào chọn lookup widget. Cái tùy chỉnh đầu tiên các bạn để mặc định, nó sẽ tìm kiếm tới một cái bảng đã tồn tại trước đó rồi. Chắc chắn là phải tìm tới một cái bảng tồn tại. Ở đây các bạn tìm tới nhà xuất bản. Các bạn có thể điền hết tất cả các cái tên sang hoặc là chỉ cần chọn cái mã nhà xuất bản. Sắp xếp thì các bạn để mặc định là không cần sắp xếp. Và các bạn finish. Ở đây nó hỏi là các bạn cần phải lưu cái bảng này trước, trước khi tạo cái mối quan hệ, thì các bạn yes. Rồi. Như vậy mình còn là trong cái bảng chi tiết thẻ này, từ mã thẻ mình tìm tới mã thẻ trong trong bảng thẻ. Tương tự như vậy, tìm tới trong bảng thẻ, các bạn click.
mạng thẻ sang. Mà tác phẩm tìm tới trong trong bảng tác phẩm. Rồi sau khi các bạn tạo xong cái combo box này thì cái bước tiếp theo là các bạn tạo mối quan hệ cho nó. Thấy chưa? Các bạn có thể tạo mối quan hệ trong các cái bước của combo box cũng được, hoặc là các bạn vào database tool, vào relationship. Vào database tool các bạn vào relationship. Ở đây nó sẽ xuất hiện các cái bảng cho các bạn. Nếu mà không xuất hiện cái bảng nào cả, ví dụ như nó không xuất hiện cái bảng nào cả như thế này, thì các bạn có thể là click chuột phải vào chọn show all thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái bảng lên cho các bạn. Được chưa? Ở đây nó đã có các cái đường relationship sẵn bởi vì nó đã được tạo trong trong lookup window, đúng không? Vậy các bạn chỉ cần click vào những cái đường này và các bạn tích vào hai cái option này. Được không? Các bạn chú ý rằng các bạn chọn đúng cái đường á, các bạn chọn đúng cái đường và click vào hai cái option này. Các bạn click ở bên ngoài á, thì nó không có hiển thị cả cái thuộc tính cho các bạn. Vậy thì các bạn phải chọn đúng cái thuộc tính của mình. Đúng không? Đấy. Cho nên là các bạn cứ click vào đúng cái đường này thì không cần phải chọn cái thuộc tính. Nó tự động hiểu cái thuộc tính nào liên kết tới cái thuộc tính nào. Được không? Hoặc là gì? Hoặc là nếu mà nó không có các cái đường liên kết này thì các bạn kéo cái trường này, các bạn kéo thay lên đúng cái trường trường bên kia. Được không? Đúng bên kia. Thì nó sẽ tạo mới cho các bạn. Ở đây nó hỏi là nó đã có một tồn tại rồi cho nên là có muốn tạo nữa hay không? Không thì thôi. Được không? Hai cái check này có nghĩa là gì? Một cái check là tạo mối quan hệ một nhiều, đúng không? Và một cái check là dùng để gì? Một cái check dùng để mối quan hệ là một cái giống như là một cái tham chiếu cho phép là khi một cái trường bên bảng này cập nhật thì các cái bảng khác nó cũng cập nhật theo, được không? Ví dụ giả sử cái mã thẻ ở bên bảng thẻ này các bạn cập nhật thì những cái mối quan hệ nào mã thẻ nó liên kết tới thì nó cũng sẽ cập nhật cái mã thẻ đó theo, được không? Sau khi các bạn tạo xong mối quan hệ rồi thì cái bước cuối cùng của mình đó mới là cái bước gì? Bước nhập dữ liệu, được chưa? Bước nhập dữ liệu. Thì cái bước nhập dữ liệu các bạn cũng cần chú ý rằng á, nhập bên bảng bên một trước và gì? Bảng bên vô cùng sau. Được không? Bảng nào sinh ra trước thì các bạn nhập trước. Ví dụ như các bạn bán hàng thì các bạn phải có thông tin của sản phẩm. Thì lúc đó các bạn mới bán hàng được, mới có hóa đơn bán hàng, đúng không? Nếu các bạn không có thông tin sản phẩm thì làm sao các bạn có hóa đơn bán hàng? Được chưa? Rồi. Cái phần nhập dữ liệu này thì hơi nhàng một xí cho nên các bạn cố gắng ấy, ngồi nhập ấy. Nhập vào bảng nhà xuất bản trước. Ở đây có thể nhập những cái dòng ba dòng, các bạn nhập cứ nhập ba dòng đầu tiên đó, các bạn nhập gì nhiều cho nó
mất thời gian. Nhà xuất bản tiếp theo là cái bảng tác phẩm. Ở đây không có ngày xuất thì các bạn không cần này. Hôm nay là nhà xuất bản, mà nhà xuất bản mà thầy ghi nhầm là trường ngày xuất, cho nên thầy có thể delete nó đi. Vào design thầy delete cái trường ra đi. Bởi vì cái trường này thì nó không có liên kết gì gì cả, cho nên các bạn có thể delete thoải mái. Những cái thông tin phía sau này các bạn có thể nhập tùy ý cũng được anh. Khi đi thi thì mình phải định dạng và cũng như nhập dữ liệu cho nó chính xác.
Rồi, các bạn có nhập dữ liệu kịp không? Các bạn có nhập dữ liệu kịp không? Các bạn có nhập dữ liệu kịp không? Dạ có thật. Nếu mà các bạn nhập dữ liệu không kịp thì các bạn nói hết, cũng như là các bạn không không nhập mà chỉ ngồi xem thì các bạn cũng nói luôn để thầy lược nhanh qua cái phần này, nó mất đỡ mất thời gian chờ các bạn. Chưa xong thầy ơi, chưa xong thầy. Rồi các bạn nào mà chưa xong thì các bạn cứ cứ nhập dữ liệu hết. Còn các bạn nào mà không có nhập dữ liệu thì các bạn nhìn vào cái câu truy vấn ở đây. Người ta yêu cầu là tạo câu truy vấn để thể hiện các cái thông tin sau. Đấy. Vậy thì các bạn sử dụng câu truy vấn loại gì? Loại câu truy vấn nào? Bạn sử dụng loại câu truy vấn nào? Không có bạn nào trả lời à? Có bạn nào trả lời không? Query Query design thì mình sẽ tạo cho tất cả các cái loại câu query đúng không? Nhưng mà mình sử dụng cái loại câu query nào? Mình có cả cái loại câu query nào này các bạn biết không? select Đúng rồi, select query. Loại nào nữa? make table Make table gì nữa? append update crop tab Cross tab. Rồi đúng rồi. Vậy thì trong trường hợp select này mình sử dụng cái gì? select thật thật Trong trường hợp này mình sử dụng cái gì? Câu truy vấn nào? select ạ Đó, câu 2.1 mà sao mà sử dụng delete? Người ta yêu cầu cái gì đó? select thật thật À, select hả? Select cái gì? À, select query được chưa? Tạo một câu truy vấn thì các bạn vào create và chọn query design. Vào create chọn query design. Ở đây các bạn có thể chọn hết tất cả các cái bảng của mình và các bạn import nó vào cũng được. Đỡ phải mất thời gian các bạn tìm kiếm. Mã thẻ tên bạn đọc. Ở đây các bạn chú ý là tên bạn đọc nó sẽ được ghép từ họ, log và tên, cái này khá là đơn giản rồi ấy.
Thầy sẽ click vào mã thẻ. Tên bạn đọc mã tác phẩm, tên tác phẩm ngày mưa Nga trả. Rồi họ và tên thì mình sẽ có là bằng bằng họ log mà cộng cho mỗi tên đúng không? Các bạn lưu ý rằng họ và tên này hoàn toàn mình định nghĩa mới một cái tên trường, cho nên các bạn ghi dấu hai chấm ấy. Ở đây là giống như một cái biểu thức, một cái tên trường mà mình tạo mới, cho nên các bạn ghi hai chấm, còn các bạn ghi dấu bằng là sai. Ghi hai chấm. Đối với các cái trường mình lấy từ bảng thì mình sử dụng dấu ngoặc vuông để mình đóng nó lại, hoặc là các bạn có thể để như vậy cũng được, để như vậy cũng được. Họ log cộng cho với những cái dấu cách và cộng thêm tên thì nó sẽ tự động gì, nó tự động đóng ngoặc vuông cho các bạn. Ở đây nó sẽ tự động đóng ngoặc vuông cho các bạn. Tuy nhiên là sẽ có trường hợp nó sẽ là gì, có trường hợp nó sẽ đóng ngoặc kép như thế này nè các bạn, cho nên lưu ý chỗ này nó sẽ tự động đóng ngoặc vuông cho các bạn đối với các cái trường nào có trên đây, được không? Và nó sẽ có trường hợp là đóng ngoặc kép, cho nên các bạn lưu ý có những cái chỗ nào sai thì các bạn sửa lại, chỉnh sửa lại. Sau cái bạn tạo sao xong rồi thì các bạn có thể click vào và rê cái vị trí nó, được chưa? Các bạn chọn vào một cái cột bất kỳ, lúc nào mà có dòng mũi tên màu đen thì các bạn chọn một cái cột bất kỳ và các bạn rê nó, được không? Các bạn rê nó đi thì nó sẽ tới cái vị trí các bạn mong muốn và các bạn chạy nó thôi, được chưa? Được không? Các bạn làm kịp không? Các bạn làm kịp không? Dạ, có ạ. Rồi, câu tiếp theo. Tìm cả cái bảng đọc có tên bắt đầu bằng như vậy. Các bạn nào có câu trả lời không? Tìm cả cái bảng đọc nào có tên bắt đầu bằng ký tự K. Cho điều kiện. Sử dụng cái câu loại gì? Loại truy vấn nào? Select nhưng mà có sử dụng total. Tìm bảng đọc có tên bắt đầu bằng ký tự K thì mình đâu cần phải total đâu, total query đâu. Lúc này thầy sẽ tạo ra một cái câu query design và chọn, ở đây thầy có thể chọn luôn câu 1 cũng được. Còn nếu mà nó không giống này, những cái tên trường này nó không giống với câu 1 thì các bạn tạo mới hết. Tạo mới ở đây nó không có ngày trả, đúng không? Nó không có ngày trả cũng như là cái mã tên thì các bạn chọn trong cái bảng này. Còn nếu mà nó giống với thêm câu 1 thì các bạn vào query và chọn câu 1, được không? Ở đây thì chọn tất cả cái bảng này và thấy insert vào, cũng không cần thiết lắm, thầy chọn câu 1 luôn, thầy vào query thì chọn query 01, được không? Query chọn query 01. Ở trong này thầy cần chọn là mã thẻ này, đúng không? Thầy chọn là mã thẻ có này, tên bạn đọc là họ và tên này, được không? Rồi tên tác phẩm, thầy click vào tên tác phẩm này và thầy click vào ngày mường này, đúng không? Ngày mường này, được chưa? Bây giờ tên bắt đầu bằng ký tự K, tên bắt đầu bằng ký tự K
Vậy thì các bạn phải sử dụng cái gì? Phải sử dụng cái bảng đó các bạn. Nếu mà sử dụng câu này nó không có cái trường tên riêng. Để cho con các bạn nhập vào đây là các bạn ghi nhập là 6K6 á. Lái 6K6 á thì nó cũng không chính xác. Nó không chính xác bởi vì những cái đứa nào ở đây 6K6 có nghĩa là vừa là tên Khanh, nhưng mà nếu mà chữ lọt là K thì nó vẫn tính luôn, được không? Chữ lọt là K nó vẫn tính luôn. Đấy. Thì đây là cái nếu mà người ta yêu cầu tìm những cái người nào mà có ký tự K nằm trong tên thì các bạn làm theo trường hợp này. Được chưa? Còn nếu mà làm giống trong yêu cầu của đề bài á thì các bạn tạo mới một cái bảng và truyền hãy tạo một mới một cái câu query và truyền truyền hãy tất cả những cái bảng vào đây. Tương tự như vậy mình chọn là mã thẻ này. Họ và tên. Các bạn ghi lại giống như câu 1. Đối với cả cái trường mà có kiểu dữ liệu là test đó thì các bạn có thể sử dụng cộng như thế này hết. Được chưa? Nhưng mà trong Excel thì các bạn thấy cái dấu cộng này bằng dấu gì các bạn? Thấy cái dấu cộng này bằng Dấu dấu và dấu và đúng không? Nếu mà là Excel thì thấy dấu cộng bằng dấu và. Còn ở đây mình có thể vừa vừa sử dụng dấu và, vừa sử dụng dấu cộng. Đấy nha. Các bạn sẽ có là tên tác phẩm cũng như là ngày mượn chưa. Rồi bây giờ các bạn muốn tìm ra những cái người nào mà có tên là có tên bắt đầu là ký tự K, vậy thì các bạn chọn vào trường tên, các bạn click vào trường tên để làm câu truy vấn. Tuy nhiên cái trường tên này nó ở đây nó không có hiển thị, đúng không? Tên bắt đầu bằng ký tự K nhưng mà cả cái trường này không hiển thị lên, cho nên là các bạn không cần hiển thị nó bằng cách click vào cái thuộc tính sâu này nè. Tại cái thuộc tính sâu này các bạn click vào đây thì nó sẽ dùng để truy vấn nhưng không dùng để gì, nó không dùng để hiển thị, chỉ dùng để truy vấn. Về ở đây các bạn sử dụng lá like like cả sao, đúng không? Like cả sao. Các bạn lưu ý rằng các bạn khi mà sử dụng dấu sao hay là sử dụng dấu hỏi, được không? Dùng dấu sao hay là dấu hỏi hay là dấu thăng thì các bạn ghi chữ like ở đằng đầu, có nghĩa là gần giống như vậy, gần giống như vậy, được không? Còn các bạn không ghi dấu bằng, dấu bằng thì nó không có ra kết quả. Ghi dấu like, ghi chữ like thì nó sẽ là hiểu rằng là gần giống như ca ca sao, bắt đầu bằng ký tự ca và sao là những một hoặc là nhiều ký tự bất kỳ nào đó. Thì các bạn run. Lúc này thì nó sẽ lấy đúng là họ và tên là ca, được không? Trong cái trường hợp cái câu lúc này là nó vừa là họ và tên mà vừa là gì, vừa là tên mà vừa là họ lót thì nó cũng cũng lấy luôn. Thì các bạn chú ý. Chỗ này các bạn hiểu không? Chỗ này này. Các bạn hiểu chỗ này không? Lê Thảo Vy nên có hiểu không? Lê Thảo Vy có hiểu không? Dạ có. Có hiểu không? Rồi. Bây giờ thầy không làm nữa, thầy sẽ giao cho các bạn làm ấy, các bạn tự đọc từng bước cho thầy. Tạo truy vấn hiển thị cả cái thông tin như trên, mà nhà xuất bản này, tên này, tên tác phẩm và tác giả, ngày nhập nằm trong quỹ
Cái này là có ngày nhập nằm trong quý 1 của năm 2012. Tuy nhiên là thầy chỉ nhập những cái dữ liệu năm 2021 thì các bạn thay đổi thành không năm 2021. Vậy thì trong cái trường hợp này các bạn sử dụng select query đúng không? Select query. Vậy thì Cao Huỳnh Thái đọc các cái bước thực hiện này. Huỳnh Cao Thái. Huỳnh Cao Thái có. Huỳnh Cao Thái có. Huỳnh Thị Tuyết Nhung. Tuyết Nhung Dạ có. đã đọc từng bước cho thầy này. Thứ nhất là vào query Query design rồi. design. Dạ xem cái đây là gì? Hả? Dạ xem cái đây. Tao truy vấn hiển thị cả cái thông tin đó. Mã nhà xuất bản, tên xuất bản. Vậy cái bước tiếp theo là cái gì này? Chọn gì? Chọn hết Chọn bạn đúng không? Rồi. Mã nhà xuất bản, click vào tên xuất bản. bằng Rồi. tác Tên tác phẩm. Tác giả, ngày nhập. Rồi, điều kiện là gì đây? Điều kiện là một trong quý là 1, trong quý 1 của năm đó. Quý 1 thì các bạn phải hiểu quý 1 là từ tháng mấy tới tháng mấy. tháng một hai tháng ba. Quý 1 là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đúng rồi. Vậy thì điều kiện ở ở đây là gì? Điều kiện là đến bạn hơn là lên một bốn. Hả? Điều kiện là bạn hơn ăn bốn như thế. Điều kiện là bé hơn 4 đúng rồi, bé hơn bằng 4, những cái gì bé hơn 4? Tháng bé hơn 4, vậy tháng thì mình sử dụng hàm gì đấy? Hàm Hàm mân. Vậy thì mình sẽ như thế nào? Mân của bằng bằng mân của mình của ngày mờn ngày ngày nhập. ngày nhập Nó sẽ bé hơn hơn 4 đúng không? Expression dưới cái dòng ngoặc ở đằng đầu này. Đó, các bạn thấy này, nó đóng ngoặc mở ngoặc bị sai này các bạn, thấy không? Cho nên các bạn lưu ý khi nào mà đóng ngoặc mở ngoặc bị sai thì các bạn đóng ngoặc đơn hoặc là ngoặc vuông cho nó đúng ha. Còn nếu các bạn không chắc chắn thì các bạn cứ nhập từ từ cho thầy, nhập đúng từng dấu này cho thầy, đừng để nó tự động fill. Được chưa? Vậy thì nó sẽ ở đây nó lấy cái gì luôn, nó lấy luôn ngày ngày không bộ này. Mình của ngày nhập nó sẽ lấy là bé hơn 4 đúng không? Trong Excel thì mình ghi dấu bằng ở đây đúng không? Nhưng mà ở đây trong trường hợp này các bạn ghi không ghi dấu bằng ấy. Các bạn ghi dấu bằng ở đây nó hiểu rằng là bằng với mẫn của ngày nhập thì nó sẽ lấy luôn mặc định nó lấy luôn cái tháng 04 của mình.
Đấy, thì nó sẽ trả về được là tháng 1 và tháng 2. Tháng 3 thì không có, nhưng mà tháng 4 thì có. Tháng 4 thì nó sẽ thuộc vào vào quý quý 2, cho nên nó không được liệt kê ở đây. Để cho cậu cái chỗ này các bạn hiểu không? Rồi tiếp theo tạo cái câu truy vấn để hiển thị cả cái thông tin. Lúc này thầy kêu ai hả? Huỳnh Tuyết Nhung đúng không? Lê Thảo Uyên, tiếp theo Lê Thảo Uyên. Lê Thảo Uyên. Dạ. Em làm cái câu 2.4 như thầy. Tạo cái câu truy vấn hiển thị thông tin như trên. Tạo cái câu truy vấn hiển thị thông tin như thế. Đọc bước cả bước cho thầy này. Làm gì? Bước đầu tiên làm gì? Table. Cái gì vào cái gì vào cái gì? Dạ, vào select, vào grid. Vào create rồi gì nữa? Design. Query design. Dạ. Rồi gì nữa? Bốn bảng. Chọn hết bốn bảng rồi. Các cái trường điền cả cái trường mong muốn đúng không? Mà thẻ. Tên bằng đọc ngày mượn ngày trả. Những cái này thì mình sử dụng cái câu câu 01 cho nó đơn giản ấy. Ở đây cái câu 01, cái câu 01 là nó có luôn cái gì? Tất cả các cái trường mà cái câu 22.4 có rồi, cho nên các bạn sử dụng luôn cái câu 01 được chưa? Vào create trong query design. Tại đây các cái trường mà mình đã có ở trong câu 01 thì mình chọn vào đây được chưa? Rồi tiếp theo sử dụng cái gì đấy? Tiếp theo. Dạ, điều kiện nào? Điều kiện mình nhập cái gì? Nhập cái gì vào điều kiện? Cái Dạ. dấu double click Từ vào. ngày mở. Double click vào cái máy Ngày mở. ngày mường à. Rồi double click vào ngày mường. Dạ, thì trả hay trả? Double click vào ngày trả. Rồi. Dạ dạ Để mình làm gì nữa? phải trả. Bạn nói hơi lắc cho nên thầy làm ấy. Rồi, để hiển thị hãy tất cả các cái trường như thế này. Để hiển thị tất cả các cái trường mà mình đã có ở đây cũng như là đã có trong câu 1 thì các bạn double click vào. Double click vào cái dấu sao này, được không? Cái dấu sao này mục đích của nó là gì? Hiển thị tất cả các cái trường mà có trong trong cái câu 1 này. Được không? Nếu mà các bạn import hết tất cả các cái bảng thì nó sẽ là double click vào dấu sao của từng bảng thì nó hiển thị tất cả các cái trường của cái bảng đó. Được chưa? Cho nên ở đây trong trường hợp này thầy double click vào dấu sao để nó hiển thị tất cả các cái trường ở đây. Rồi. Thầy sử dụng cái ngày trả để làm cái truy vấn. Được chưa? Thầy sử dụng ngày trả để làm cái truy vấn. Tuy nhiên cái dấu sao này nó thực chất nó cũng đã hiển thị bao gồm cái trường ngày trả rồi, cho nên ngày trả này sử dụng để làm truy vấn thôi, không không cho nó hiển thị lên. Các bạn click vào đây để cho nó không hiển thị lên, được không? Rồi tại đây trường này ngày trả nó sẽ là không quá 5 ngày đã mượn, có nghĩa là ngày ngày trả mà trừ đi ngày mượn nó sẽ bằng gì? Bé hơn hoặc bằng 5, đúng không? Không quá có nghĩa là bằng 5 cũng được. Đấy. Cho nên ở đây trong cái điều kiện này mình sẽ là ngày
ngày trả mà trừ đi ngày mượn mà bé hơn hoặc bằng bằng 5 đúng không? Ngày trả mà trừ đi ngày mượn là bé hơn hoặc bằng 5. Đó các bạn lưu ý này, nó tự động đóng ngoặc sai này, thấy không? Đóng ngoặc kép sai này, cho nên các bạn lưu ý đóng ngoặc vuông lại cho nó. Đóng ngoặc vuông lại cho nó. Thấy không? Ở đây nó muốn nói là ngày trả trừ ngày mượn bé hơn hoặc bằng bằng 5. Ở đây ngày trả trừ ngày mượn là mình sử dụng cái gì? Cái gì các bạn? Ngày là đây đúng không? Tuy nhiên ở đây nó cũng liệt kê ra được cho các bạn này, nó cũng tự động hiểu ra được là lấy ngày này trừ đi ngày này. Bởi vì ngày tháng năm nó cũng trừ được cho ngày tháng năm, cho nên mình không cần phải tách ra nữa. Tuy nhiên nếu mà người ta sử dụng tháng thì các bạn phải sử dụng theo cái Hamming để các bạn bạn lấy ra được cái tháng. Ở đây ngày thì các bạn không cần lấy ra ngày nữa, mà các bạn lấy trực tiếp ngày trả trừ cho ngày mượn, thì cái nào mà bé hơn hoặc bằng 5 thì có nghĩa là nó liệt kê ra ở đây. Còn những cái trường hợp nào mà lớn hơn này, ví dụ như cái trường hợp này nó lớn hơn này, hoặc là cái trường hợp mà chưa trả thì nó cũng không liệt kê ra cho các bạn. Đó, nếu mà chưa trả thì nó sẽ không liệt kê. Còn những cái trường hợp nào mà lớn hơn, ví dụ như cái dòng này nó lớn hơn thì nó cũng không liệt kê ra cho các bạn. Được không? Thầy ơi, sao em làm mà nó báo lỗi á, phạt nó không chạy. Em coi lại những cái dấu ngoặc của mình nó có đúng hay chưa? Em thấy giống của thầy. Rồi nếu mà em làm thì em share cái màn hình cho thầy kiểm tra xem nào. Dạ. Thầy thấy chưa thầy? Đợi một chút anh. Rồi. Em đừng có check vào cái dấu sâu à, em sử dụng cái câu query 01 đúng không? Mà sao em dạ im không thôi. Bạn. Bạn. Dạ sao ạ? Bạn rồi chính. mà sao mà sử dụng cái chi tiết thẻ một là sai rồi, em phải sử dụng cái chi tiết thẻ, cái em xóa cái bảng chi tiết thẻ của em đi kìa. Đấy, em import bị sai rồi kìa. Dạ. Thấy chưa, em phải import đúng cái bảng của mình. Dạ. Dạ được rồi, em cảm ơn. Rồi. Tiếp theo câu 05, sắp xếp thông tin cả các bạn đọc theo cái số lượng tăng dần, theo số lượng mượn sách tăng dần. Và các bạn lưu ý rằng là tổng số sách, có nghĩa là cái số lượng mà cái bạn đó mượn sách đó, số lượng mượn sách đó, được chưa? Cái số lượng mượn sách về đây các bạn sử dụng cái câu query gì? Câu query gì? Loại câu query nào? Các bạn sử dụng loại câu query nào?
Nguyễn Huỳnh Đình Anh hay là Anh Đình gì đó, Nguyễn Huỳnh Đình Anh Đình gì đó. Có Nguyễn Huỳnh Đình Anh hay là Anh Đình. Có có con biết đâu, con biết làm câu này cho thầy coi nè. Rồi được, là Bùi Thục Trinh. Bùi Thục Trinh. Bùi Thục Trinh có. Bùi Thục Trinh có. Cao Thanh Lương có. Cao Thanh Lương có. Dạ, của em đây. Rồi làm câu này cho thầy nè. Dạ, Sắp em đang làm mấy cái câu trượt cho nên cái chỗ đó em theo cho kịp thế. chưa kịp thì bây giờ làm câu này cho thầy. Bây giờ thầy để cho em làm đó. Sắp xếp thông tin đó theo cái số lượng mượn sách tăng dần. Và Dạ. có cái trường là trường tổng số sách điểm cái số lượng mà học giả bạn đọc giả bạn à mượn sách. Vậy thì ở đây mình sử dụng bước đầu tiên là mình suy nghĩ là mình sử dụng cái loại câu truy vấn gì này. Chọn select thế. Rồi và create chọn query design. Chọn hết Dạ. tất cả bạn đúng không? Rồi. Dạ. Gì nữa? Sau đó add cho em xem video. Add cả cái trường cần thiết vào, mã thẻ, tên bạn đọc, tổng số sách đúng không? Dạ. Ở đây là mã thẻ, tên bạn đọc thì làm lui làm tới cái đầu hoài cho nên thầy click họ lót hay là tên luôn cho nó đơn giản. Rồi bây giờ là tổng số gì, Tổng số lượng tổng số lượng mà mượn cái sách á, tổng số lượt mượn sách tổng đó, số tách tổng lượng được không? dạ Rồi bây giờ mình sử dụng cái gì đây? mình dùng hàm mà viết thành Nếu mà sử dụng một cái cái gì mà hàm, sử dụng một cái hàm điểm thì mình chuyển sang cái loại gì? Trong các cái loại này này. Trong các cái loại này thì mình chuyển sang hàm điểm, có sử dụng cái hàm điểm thì mình sử dụng select query mà cộng thêm với gì? Cộng thêm với total query đúng không? Cộng thêm một total query đúng không? Dạ Đúng không? Để mà rồi. sử dụng thêm một cái hàm á. Để mà sử dụng thêm một cái hàm á thì các bạn nhớ mình sử dụng vào total query. Được chưa? Dùng total query. Đấy, bây giờ các bạn muốn điểm cái gì? Muốn điểm cái gì? Các bạn muốn điểm cái gì? Điểm số lượt mượn đúng không? Số lượt mượn. Số Vậy thì thầy có thể cho điểm một trong những cái này, thầy điểm ngày mượn này, thầy click vào ngày mượn để thầy điểm, có nghĩa là ngày nào nó mượn thì thầy điểm lấy một lần đúng không? Ngày nào mượn thì thầy điểm lấy một lần. Ở luôn. đây trong total query thì thầy sẽ click vào đây, thầy chọn cho gì cao đúng không, cao để nó điểm thì chứ. Ở Mà đây nếu là nếu mình chọn ngay mượn thì nó hiểu là ngay nó cộng ngay hay là nó cộng không, nó điểm điểm cái số ngay mà em, nó điểm cái số số ngày, ngay hiểu không? nó điểm lần lượt nó sẽ Đúng từng rồi, nó từng giá điểm, trị một. đúng rồi, điểm từng dòng thông tin chứ không phải là nó cộng lại đâu. Đấy, nó điểm này, điểm cái số lượng ngày mượn đúng không? Ví dụ như mà không một nó mượn được 2 ngày, không hai mượn 2 ngày, mượn 2 lần, 03 mượn 2 lần và 04 mượn 1 lần. Nó điểm cái số ngày mà mình đi mượn á.
kiểu xuống ngay mình đi mượn. Đấy, mình click vào chi tiêu thẻ để mình thấy này, 01 hai lần, 02 hai lần, 03 hai lần và 04 một lần, đúng không? Ở đây nó ra là count up. Count up thì các bạn thay đổi cái này bằng tổng số sách người ta yêu cầu trường như vậy thì mình cứ nhập trường như vậy được không? Đấy. Thì nó sẽ ra được là cái tổng số sách mượn của mình. Ở đây các bạn hiểu không? Hiểu chỗ này không? Khi nào mà các bạn thấy là thống kê này, thống kê nghe cái chữ thống kê, những cái câu trước thì nó sẽ có cái, những cái bài tập trước nó sẽ có cái chữ thống kê, được không? Thống kê theo cái bảng này cái bảng kia thì mình sử dụng total query hoặc là cross tab query. Khi nào sử dụng total query? Khi mà cái kết quả trả về nó xuất hiện trên chỉ một dòng hoặc là chỉ một cột á, thì mình sử dụng là total query. Còn nếu mà kết quả trả về nó nhiều dòng nhiều cột đó, thì các bạn sử dụng cross tab query. Rồi, ở đây người ta yêu cầu là sắp xếp nữa thì mình chỉ cần là chọn vào cái sort này, đúng không? Chọn vào cái sort này các bạn sắp xếp theo theo tăng dần. Đó, thì mặt mình nó sẽ tăng dần cho các bạn. Trong cái thuộc tính sort thì các bạn chọn tăng dần và giảm dần. Được chưa? Giống như kiểu là gì? Increase và decrease. Đây các bạn lưu lại. Bạn nào á, mà là cần những cái buổi học khác á, thì các bạn không cần vào làm cái gì hết. Bởi vì các vào mà các bạn có học đâu mà vào làm gì, mất thời gian. Học bên này cũng không xong, bên kia cũng không xong, mình không có tập trung được. Rồi tiếp theo câu 2.6. Các bạn làm nhanh hết cái phần này, mình nghỉ giải lao một chút. 2.6, tàu truy vấn thể hiện các thông tin dưới đây. Cái này là mình thống kê. Được chưa? Cái này là thống kê. Mà thống kê theo cái kiểu này thì thống kê là nó đuổi luôn, đúng không ạ? Thống kê theo theo mỗi ngày mượn. Mỗi ngày mượn. Thống kê kiểu này thì thống kê lúc nào mà sống. Ví dụ như mình mượn 100 người mượn 100 ngày khác nhau là thống kê quá trời thống kê luôn, đúng không? Đó. Cho nên các bạn thống kê theo tháng cho thầy đấy. Thay vì là thống kê số sách mượn mỗi ngày thì các bạn thống kê theo tháng cho thầy. Thống kê số sách mượn theo tháng. Nha, thống kê số sách mượn theo tháng. Vậy các bạn nhìn ở đây này. Hả? Dạ, trong đề là có một tháng rồi á thầy. À, trong đề là trong một tháng thôi hả? Ừ, một tháng được. Vậy thì thống kê theo theo tháng nó mượn chỉ có một tháng thôi, nhưng mà tháng thì một, nhưng mà người người mượn thì nhiều người, cho nên mình sử dụng cross tab query vẫn được mà. Quan trọng là bao nhiêu tháng, đâu có quan trọng là bao nhiêu tháng đâu. Ví dụ như nó mượn trong tháng 7 không cũng được nữa, nhưng mà cái thằng này mượn trong tháng 7 bao nhiêu lần, đúng không? Thằng này mượn trong tháng 7 bao nhiêu lần. Thống kê doanh thu, ví dụ như mình thống kê thì mình thống kê doanh thu theo tháng, đúng không? À, vậy thì các bạn cứ làm theo cái câu này cũng được. Trong trường hợp này thì nó nhiều như vậy thì mình có thể sử dụng là tháng. Yeah. Còn bây giờ thầy sẽ làm hai cách cho các bạn. Thứ nhất là thống kê giống như trong cái đề bài này, là thống kê mỗi ngày. Các bạn vào create, chọn query design. Các bạn chọn tất cả cái bảng, chuyển đổi nó sang là cross tab query. Thống kê theo ngày mượn thì nó dễ rồi, đúng không? Thống kê theo ngày mượn thì nó dễ rồi.
mình có là mã thẻ này, tên, sau đó là ngày mượn, các bạn click vào cái ngày mượn. Mình cần thống kê theo gì? Số lượng mượn đúng không? Số lượng mượn thì các bạn có thể chọn cái trường gì? Trường mượn luôn cũng được nữa, trường ngày mượn luôn cũng được, các bạn chọn vào đây. Và trong này các bạn chọn thứ nhất mã thẻ thì nằm theo theo gì? Mã thẻ nằm theo theo dòng đúng không? Tên cũng nằm theo theo dòng, ngày mượn thì nó sẽ nằm theo theo cột. Ở đấy ngày mượn là mình sử dụng value để mình tính, hay mượn này sử dụng để tính chứ không phải để hiển thị, được không? Và trong cái hàm số đồ thì mình sử dụng là count ngày mượn, đếm xem nó mượn được bao nhiêu. Rồi mình tạo ra một cái trường nữa là trường tổng số mượn ngày mượn đi, tổng số ngày mượn ghi dài một chút. Ở đây thì mình sẽ là ngày mượn. Cái kết quả thì nó ra tương tự các bạn, có ngày tháng năm thì nó khác thôi, bởi vì mình nhập dữ liệu nó khác cho nên nó ra khác. Cuối cùng thì cái kết quả này nó cũng giống với thế, nó giống với cái câu câu năm mình vừa mới làm đúng không? Đó. Tổng số của nó là 2221 thì tương tự bên này nó cũng 2221 thì chưa, và kết quả nó được thống kê như thế này. Các bạn quay lại cái design này, một cái cross query nó phải thỏa mãn là một trường sử dụng duy nhất, một trường sử dụng cho cột thôi, được chưa? Chỉ duy nhất một trường sử dụng cho column heading, còn row heading thì các bạn có thể một hoặc là nhiều, có một hoặc là nhiều. Đây các bạn lưu ý. Ví dụ như mã thẻ thì mình có thể là chèn vào là tên, hoặc là mình có thể báo vào họ lót vào cũng được, mình có thể chèn vào cái họ lót này vào cũng được, và mình thay đổi cái này thành row heading cũng được. Column heading thì các bạn chỉ sử dụng một trường. Tương tự như vậy, value các bạn cũng chỉ sử dụng một trường thôi. Các bạn muốn đếm cái nào thì các bạn chọn ngay cái đó vào. Ví dụ thầy đếm ngày mượn thì thầy chọn đúng ngày mượn. Đếm các bạn đếm ngày mượn cho dễ hình dung, được không? Lúc nào nó tới mượn thì nó sẽ có cái ngày mượn và các bạn đếm nó cho nó dễ hình dung. Còn các bạn đếm cái mã thẻ, đúng không? Có đứa đếm cái mã thẻ. Đến cái mã thẻ thì không biết là mình đếm cái mã thẻ nào, mã thẻ nằm trong trong bảng chi tiết thẻ hay là các bạn đếm mã thẻ trong cái bảng thẻ, nó lại khác đúng không? Đó. Nếu mà các bạn đếm mã thẻ trong cái bảng thẻ là nó đếm tất cả các cái mã thẻ luôn. Dù là mượn hay không mượn gì nó cũng đếm. Đúng không? Là các bạn sai này, nếu mà đếm ở cái mã thẻ ở bên thẻ này là sai này. Được chưa? Đếm mã thẻ ở đây nó mới đúng này. Đúng không? Nó chỉ là đếm đứa nào mà đi mượn thì nó mà đếm, còn đếm ở đây là đếm tất cả là sai, cho nên là đếm trường ngày mượn là được, các bạn đếm trường ngày mượn. Đứa nào tới mượn á thì nó sẽ được đếm, còn các bạn đếm mà đếm ngày trả là cũng sai, bởi vì nó có lúc nó trả hoặc có lúc nó chưa trả mà đúng không, có lúc nó đã trả đâu.
Đó, cho nên các bạn lưu ý này. Nếu mà để mã thẻ thì các bạn cần phải biết là mã thẻ của bảng chi tiết thẻ. Ví dụ như các bạn ở đây các bạn chọn mã thẻ thì các bạn phải chọn đúng là chi tiết thẻ này. Còn nếu các bạn chọn là bảng thẻ là sai cái nhá. Mình chọn bảng thẻ ở đây là sai. Các bạn chọn đúng chi tiết thẻ, mã thẻ. Được không? Tương tự như vậy mã tác phẩm các bạn cũng phải chọn đúng. Đó. Được chưa? Lưu ý cái chỗ đó ấy. Ở đấy là những cái bảng này, những cái bảng này thuộc tính bảng ở đây này, nó sẽ tự động truyền vào cho các bạn. Đôi lúc cái mã thẻ ở đây nó tự động truyền vào cái thẻ là sai rồi nè, được không? Truyền vào cái thẻ là sai. Được chưa? Chỗ này các bạn làm được chưa? Tạo truy vấn để tạo ra một cái bảng mới à, tạo truy vấn mà để tạo ra một cái bảng mới để lưu giữ dữ liệu những cái trường này à, thì các bạn sử dụng câu câu query nào, loại câu query nào, các bạn sử dụng loại câu query nào? Đằng thì bóng, đằng thì bóng, đằng thì bóng lần một, có sử dụng loại câu query nào? Câu 2.7 sử dụng loại câu query nào? Được không? Làm được không? Nhanh nói nhanh này, nhanh mà nghỉ giờ lao này. Tạo câu truy vấn cho ra cái bảng có tên như vậy, lưu trữ dữ liệu như thế này. Thì sử dụng loại câu query nào? Nhanh em, nói nhanh đi em chứ, lâu vậy. Làm rẹt rẹt đi chứ. Cao thanh lương, cao thanh lương, cao thanh lương lần một. Chào cô em đây. Câu này câu 2.7 này sử dụng loại câu query nào? Biết không? Biết không? Hả? Select xong rồi. Select đâu mà select? Tạo bảng là sử dụng cái query là gì? Tắt thấy bô. Make table được không? Make Make thấy table. bô. Các bạn cần phải Rồi. thuộc những cái thuật ngữ này. Ví dụ này. Thể hiện các cái thông tin hoặc là trích lọc danh sách thể hiện các thông tin, các bạn sử dụng select query đó. Tất cả những cái tạo truy vấn hiển thị thông tin là select query. Giờ sắp xếp á, thì các bạn sử dụng cái sort đúng không? Sắp xếp là sort và nó có cái tổng ở bên trong á, thì các bạn sử dụng là một cái hàm sum hoặc là hàm count, thì các bạn sử dụng là total. Total query, total query được không? Còn những cái bảng nào mà những cái tên nào mà người ta sử dụng là thống kê thì các bạn sử dụng là cross tab query kiểu, hoặc là total query cross tab này, thống kê này, tổng. À, các bạn thấy cái kiểu như thế này, kiểu bảng á
thì các bạn biết là cross tab query, thống kê này số lượng bán hàng này theo cái kiểu bảng này đó, hoặc là thay đổi thì các bạn sử dụng gì? Nếu mà người ta yêu cầu thay đổi hoặc là cập nhật thì các bạn sử dụng update query đó. Người ta yêu cầu copy từ bảng này tới bảng khác thì mình sử dụng append. Người ta yêu cầu hãy tạo bảng như thế này như thế kia thì sử dụng make table. Các bạn phải lưu ý những cái thuật ngữ, những cái từ khóa để mình nhìn vào là mình biết sử dụng câu query nào rồi, không cần phải ngồi suy nghĩ nữa. Ở đây người ta yêu cầu là tạo truy vấn cho ra bảng table, thực ra tạo một cái bảng nào đó, tạo một cái bảng có tên như vậy thì sử dụng là make table cho nó đơn giản, được không? Vậy thì ở đấy mình muốn tạo bảng thì mình vào create, chọn một cái query design. Ở đấy thì những cái trường đó đã nằm ở trong câu 1 rồi, được không? Những cái trường đó đã nằm ở trong câu 1 rồi, các bạn lưu ý những cái trường này. Thông thường người ta sẽ yêu cầu là từ câu 1, từ query câu 1 tạo cái bảng có tên như vậy để lưu trữ cái thông tin đó. Thì nó sẽ dễ cho các bạn. Còn ở đây thì nếu mà nó sẽ hiển thị những cái trường này thì các bạn suy luận ra những cái trường này nằm ở đâu. Đó, những cái trường này nằm ở trong khối query 01. Các bạn add nó vào. Được chưa? Thì click hai lần cho nên là nó vào hai lần, các bạn nhớ là chọn cái này, các bạn delete nó đi. Thầy chọn double click vào dấu sao. Double click vào dấu sao có nghĩa là gì? Tất cả các cái trường nào nằm ở trong câu query 01 này nó sẽ được thêm vào bảng mới, được không? Các bạn click vào make table. Các bạn click vào make table. Tại đấy các bạn đặt tên một cái bảng, bảng dự phòng. Đấy, các bạn chỉ cần run thì nó sẽ tạo ra thôi. Nó sẽ copy 7 dòng vào một cái bảng mới, các bạn yes thì nó sẽ tạo ra cái bảng này. Cái bảng này hoàn toàn khác so với cơ sở dữ liệu của mình ở đây. À, so với cái câu truy vấn của mình ở đây. Dạ. Yeah.